Thưa quý vị với những cái chiếc xe lăn của Thanh Tuấn Medical phân phối chúng tôi hiện tại nó là trong cái quá trình mà khi mà sử dụng nếu mà quý vị có vấn đề xe mà đôi khi nhiều lúc mà bị rung lắc hoặc là đôi khi những cái phần mà ốc mà bị um, lỏng thì quý vị hãy xem hiện tại đằng sau ngay đằng sau giỏ thì chúng tôi có một cái bộ tuân kit này. Bộ tuân kit này thì sẽ gồm có là uh, các cái khóa khóa 8, khóa 10 rồi khóa 13, khóa 15 và các cái ốc lục giác thì quý vị có thể là xem cái vùng nào mà đôi khi mà nó bị lỏng thì quý vị siết lại thôi. À, thì uh, khi mà nhà sản xuất đưa ra thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho quý vị là các cái cái mà cái bộ khóa này để có thể giúp quý vị trong quá trình thao tác di chuyển thì quý vị có thể là uh, siết lại căn ốc để cho nó chắc chắn hơn để tránh tình trạng đôi khi nhiều lúc ốc bị uh, mất rồi sau này mình đi tìm kiếm thì rất là khó. ngoài ra nữa là trong quá trình mà sử dụng thì quý vị cũng nên uh, chú ý một chút là nếu mà chúng ta mà di chuyển á. Mà liên tục thì chúng ta cứ hết pin là chúng ta sẽ sạc thôi Nhưng mà cũng có một số trường hợp là chúng ta đi di chuyển rất là ít Thì khi mà di chuyển ít như thế thì trong cái quá trình mà quý vị khoảng tầm 7 đến 10 ngày Thì quý vị nên đó, sạc lại Quý vị nên cắm sạc dù rằng đôi khi quý vị không có đi Nhưng mà quý vị vẫn cứ cắm và xả sạc Thì khi mà quý vị cắm vào thì lúc nào thấy cái đèn này nó sẽ hiện là màu đỏ Màu đỏ tức là cái bình nó chưa có đầy Thì khi mà quý vị có thể là sạc khoảng tầm hai ba tiếng thôi là đầy rồi thì cứ trong khoảng tầm từ 7 đến 10 ngày quý vị nên cắm và quý vị xả và quý vị sạc lại thì gần như là đảm bảo là chúng ta bảo dưỡng và chúng ta bảo trì được cái bình này rất là an toàn tránh tình trạng đơn giản nhất là chúng tôi có gặp rất nhiều khách hàng là trong thời gian khoảng tầm 3 bốn tháng quý vị đi đâu đó quý vị không dùng xe thì để cái bình mà chúng ta không có sạc thì sau một hồi thì cái bình nó sẽ bị dụng cái cái mà cái cực trì à, đi Và sau đó để hư và chúng ta thay mua bình thì rất là mắc khoảng hơn 2 triệu một cái bình à, Ngoài ra với cái dòng xe này thì chúng tôi có bảo hành cho quý vị là Tức là các cái bộ phận điều khiển này Rồi các cái bánh này rồi tất cả các cái hệ thống motor là 12 tháng Và riêng bình thì là 6 tháng à, Nên quý vị lưu ý rằng là với cái bình thì nó cũng rất là nhạy cảm Là quý vị dùng và biết cách thì nó rất là bền nhưng mà chúng ta chưa biết cách thì có thể nó cũng sẽ làm cho bình nhanh hư và chúng ta phải phải thay thế những cái bình này. Đó, thì đây là một số các cái lưu ý khi mà quý vị uh, dùng các cái dòng xe lăn của chúng tôi thì chúng tôi có các dòng xe lăn ngả nằm, chúng tôi có những dòng xe lăn mà gọi là uh, cơ bản tức là 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 không ngả nằm chỉ có ngồi thôi. Uh, với cái mẫu xe đó thì chỉ có từ 9 đến khoảng tầm như là 15 triệu là quý vị có sở hữu được một trong những cái dòng xe gọi là xe lăn ngả nằm tức là dành riêng cho những cái đối tượng là những người bị tai biến chúng ta có thể sử dụng là một tay. Uh, điều khiển đó quý vị nhìn thấy bật cái công tắc này lên chúng ta điều khiển điều điều khiển này tăng tăng lên này, uh, di chuyển lên này. Chúng ta gạt xuống là lùi này, rồi quay trái này. Chúng ta quay phải này. Đó thì rất là tiện. Đó, và nếu mà quý vị mà bị cái phần tay phải mà bị yếu thì chúng tôi có thể chuyển qua bên tay trái được. Chuyển cho quý vị hoàn toàn là miễn phí. Nên là quý vị hoàn toàn là yên tâm. Đó. Thì với cái mẫu xe này chúng tôi cung cấp cho một cái uh, cụ uh, ông chín hơn 90 tuổi thì ông sử dụng cách đây khoảng tầm 3 tháng rồi. À, và khi mà sử dụng thì quý vị cảm thấy là cái bình nó hơi yếu thì chúng tôi kiểm tra lại thôi nhưng mà quý vị là thấy rằng rằng là 3 tháng gia đình và ông sử dụng và bảo dưỡng xe thì cũng rất là, là mới và chúng tôi có kiểm tra và chúng tôi tra thêm các cái r7 cho nó trơn chu lại và lau sạch lại thôi quý vị nhìn thấy ạ đó. Đó, ông bà ta nói là của bền tại người đó, thì à, quý vị hãy cố gắng giữ gìn một cái sản phẩm tốt và nếu mà giả dụ quý vị không còn dùng nữa thì quý vị cũng có thể là liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng à, à, mua lại hoặc chúng ta có thể thanh lý cho những người cần dùng. À, nên là nếu mà quý vị đi xe mà cần à, giữ gìn cẩn à, thận và quý vị à, à, sử dụng mà nó an toàn, thì khi mà chúng ta có dùng hay không dùng thì quý vị thanh lý cũng rất là dễ dàng. thì trên đây là một số các cái lưu ý mà Thanh Tuấn Medical xin à, chia sẻ cho quý vị và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả quý vị và các cái cô chú ông bà đã tin tưởng và liên hệ cho thanh tuấn để đặt mua những dòng xe điện à, xe điện đây là xe lăn điện và chúng tôi có thêm nữa là xe lăn điện uh, uh, ngã nằm và thêm một nữa là chúng tôi có cái xe điện bốn bánh tức là dành cho những người mà đôi khi thực ra là tay còn khỏe nhưng mà chúng ta cần di chuyển một cái xe mà nó an toàn nó có bốn bánh còn đây là xe lăn là xe lăn bốn bánh nhưng mà nó gọi là xe lăn bởi vì nó giống như có cái, cái vòng lăn à, và à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn xin chân thành cảm ơn